khám phá nhà máy xe máy điện VinFast. Nhà máy xe điện thông minh VinFast có quy trình chế tạo hàng đầu khu vực, đảm bảo các sản phẩm đều đạt và vượt qua các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng khắt khe trên thế giới. Quá trình hàn, sơn được tự động hóa 95-100% bằng robot nhập khẩu từ các hãng hàng đầu châu Âu. Quá trình lắp ráp và hoàn thiện xe được thực hiện trên dây chuyền nhập khẩu từ Nhật Bản và được đánh giá là hiện đại nhất khu vực. Việc lắp ráp được kiểm soát chặt chẽ đến lực siết của từng con ốc nhờ công nghệ 4.0 và điện toán đám mây. Còn hệ thống thiết bị kiểm tra xe thành phẩm được nhập khẩu từ Ý với chất lượng cao và kết nối toàn bộ dữ liệu sản xuất. Xưởng hàn của nhà máy được tư vấn thiết kế bởi công ty tư vấn hàng đầu trên thế giới từ Đức là Dürr và thi công lắp đặt bởi tổng thầu Wellcom. Dây chuyền thiết kế với tiêu chuẩn châu Âu về môi trường lao động và mức độ an toàn của các trạm hàn khung. 100% công đoạn hàn khung xe máy điện được hàn bởi robot ABB, không gia công thủ công. 95% thiết bị dây chuyền được nhập khẩu từ châu Âu bởi các hãng nổi tiếng thế giới như ABB, Fronius, Atomec. Dây chuyền hàn có tổng số 25 robot hàn tự động với công nghệ CMT, ít bắn téo, ít xỉ hàn, đảm bảo độ ngấu chất lượng mối hàn. Xưởng sơn của nhà máy được tư vấn thiết kế bởi công ty tư vấn hàng đầu thế giới đến từ Đức là Dürr và thi công lắp đặt bởi tổng thầu Compass. Dây chuyền thiết kế với tiêu chuẩn châu Âu về môi trường lao động và mức độ an toàn, bao gồm 2 dây chuyền sơn nhựa và sơn khung xe máy điện, tự động hóa 95% theo công nghệ Đức, tiết kiệm năng lượng, chất lượng châu Âu. Đặc biệt, xưởng sơn có hệ thống xử lý môi trường và chất thải tốt bậc nhất châu Á hiện tại do sử dụng công nghệ xử lý khí thải và nước thải tiên tiến nhất hiện nay. Thiết bị máy móc nhập khẩu 95% từ châu Âu. Xưởng lắp ráp của nhà máy cũng được tư vấn thiết kế bởi công ty tư vấn hàng đầu thế giới đến từ Đức là Dürr và lắp đặt máy bởi tổng thầu Maruka. Dây chuyền thiết kế với tiêu chuẩn châu Âu về môi trường lao động và mức độ an toàn. Toàn bộ dây chuyền nhập khẩu từ Nhật Bản đảm bảo chất lượng cao nhất. Dây chuyền lắp ráp của VinFast có thể đánh giá là hiện đại bậc nhất khu vực bởi những công nghệ và thiết bị được cung cấp bởi các hãng châu Âu như ABB, Atlas Copco. Dây chuyền được kiểm soát chất lượng dựa vào các thiết bị kiểm soát lực siết hiện đại tự động hóa nhằm ngăn ngừa khuyết tật trong quá trình sản xuất. Hệ thống thiết bị kiểm tra xe thành phẩm được nhập khẩu từ Ý với chất lượng cao và kết nối toàn bộ dữ liệu sản xuất. Chất lượng công đoạn được quản lý trên máy chủ, giúp VinFast đánh giá ngăn ngừa sản phẩm lỗi ra ngoài thị trường.